Dạ, em kính chào quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư đã quay lại với kênh Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước bên em nha. Hiện tại thì Thanh đang di chuyển ở trong một mảnh đất xào thuộc của thôn 10 xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốt, tỉnh Bình Phước. Thanh quay và giới thiệu cho cả nhà cùng theo dõi với em một video được chính chủ gửi tụi em quay bán. Và lô đất hôm nay Thanh quay bán sẽ có tổng được diện tích chiều ngang là 31 mét chiều sâu hai cạnh là 97 và 94. Tổng diện tích của mình sẽ được là 3.041,8 m2. Và hình thức sử dụng của mình ở đây là sử dụng riêng. Mục đích sử dụng và lô đất thanh quay là đất trồng cây lâu năm. Và chủ nhà mong muốn bán hết toàn bộ cái diện tích thanh quay ở đây là 240 triệu. Và tính đất xào của mình thì chỉ có 80 triệu trên 1.000 m2 hay còn gọi là một công đất. Thì với một lô đất giá rẻ, mặt bằng là bằng phẳng, không nhấp nhô, không gồ ghề, cũng như trên đất của mình đã có nguồn thu cố định là cây điều trồng lâu năm, cũng như là cái lô đất thanh quay ở đây. Quý cô chú anh chị tí nữa di chuyển ra ngay đường nhựa của mình chỉ có 50m thôi. Cả nhà cùng nắn lại tí nữa theo dõi cái đường đi lối lại cùng với em nha. Còn hiện tại bây giờ là thanh đang quay ở trong vườn điều, cho cả nhà mình cùng xem vườn và đất đất cùng với em luôn thì với một mảnh đất xào chỉ có 80 triệu trên một xào, chủ nhà bao toàn bộ pháp lý cho quý cô chú anh chị của mình. Quý cô chú anh chị thấy phù hợp thì liên hệ trực tiếp cho Thanh qua hai số điện thoại là 032-9393-717 hoặc 0362-176-779 để Thanh được phục vụ cũng như là nghe điện thoại và sẽ rất mong được hợp tác với quý cô chú anh chị gần xa. Lô đất thanh năng quay ở đây nếu quý cô chú anh chị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh lên trên em sẽ dao động từ 150 tới 160 km, còn từ Bình Dương lên sẽ dao động từ 110 tới 120 km, tùy theo khu vực của quý cô chú anh chị mình di chuyển. Còn từ Đồng Xoài qua trên em sẽ là từ 100 tới 100 7 từ 100 hoặc là 70 km tùy theo khu vực của mình di chuyển nha quý cô chú anh chị mình. Đó thì cả nhà cũng xem được là cái mặt bằng của mình rất chỉ là bằng phẳng luôn. Và Thanh cũng xin phép nói rõ, sổ Thanh quay ở đây là sổ tổng chủ nhà sẽ cắt bán cho mình. Ví dụ bước tới đầu của mình là đất của mình là vườn điều phủ kiến hết thế này luôn. Còn nếu mình tiến vào trong sẽ là trồng cao su non, Thanh sẽ di chuyển vào. Nếu như quý cô chú anh chị mình muốn cắt ở trong là trồng cao su non, chủ nhà cũng cắt hoặc là chủ nhà muốn cắt ở ngoài đây ngay cái vườn điều để đường bước vào luôn thì chủ nhà cũng bán cho mình luôn đó thì thanh đang quay cái mặt bằng cho cả nhà cùng xem và trong quá trình mua bán mình sẽ được gặp chủ kiểm tra qua sổ sách pháp lý cũng như có địa chính tới đo đạc đảm bảo ranh giới của mình ở đây là đúng đất không quy hoạch không tranh chấp không kê biên Bây giờ Thanh sẽ ra quay cái đường đi để cả nhà mình cùng nắm bắt rõ hơn với em ha trong thời gian theo dõi cả nhà đã theo dõi được clip của thanh thì cho em một nốt like một nốt đăng ký để em được sự động lực khích lệ từ quý cô chú anh chị của mình và quý khách hàng quan tâm tới những nguồn đất mà thanh quay và gửi lên hàng ngày thì cho em một nốt chuông để mỗi khi mà thanh đăng những video hàng ngày sẽ rất mong quý cô chú anh chị đón nhận được sẽ phù hợp với nhu cầu của quý cô chú anh chị và em sẽ được gặp gỡ cũng như hợp tác với quý cô chú anh chị gần xa đây nha quý cô chú anh chị Đây là cái mặt bằng đầu tiên mà di chuyển vào trong lô đất của mình Thanh sẽ quay để cả nhà cùng quan sát kỹ như cũng Thanh vừa trình bày là toàn bộ ở đây là cái sổ tổng của mình Và đây, đây là con đường của mình Là con đường đi chung, không tranh chấp, không bị ngăn cản Đó và từ đây của mình di chuyển ra ngay cái mặt tiền lộ nhựa Là chỉ 50 mét thôi nha quý cô chú anh chị Đường của mình ở đây là xe ô tô chạy thoải mái vào tới tận trong lô đất của mình ở đây luôn Thì cái phía bên đây của mình là chủ nhà trồng điều, là chủ đạo Và phía bên kia là trồng cao su cũng như Thanh đã trình bày, nếu cả nhà của mình muốn sở hữu đất của mình có điều thì mình sẽ cắt bán bên vườn điều của mình. Còn nếu như cả nhà mình muốn cắt bán vườn cao su kế bên thì chủ nhà sẽ cắt vườn cao su kế bên của mình và vườn cao su của mình thì chỉ là cao su mới trồng năm đầu tiên thôi. Thanh sẽ di chuyển lại đó để cho cả nhà mình cùng quan sát được mặt bằng của cái vị trí lô đất hôm nay Thanh quay. Đó và trong quá trình mua bán cả nhà mình yên tâm sẽ có địa chính vào đo đạc cắm mốc cắm danh để đảm bảo toàn bộ pháp lý cho mình hình ảnh video thanh quay ở đây hoàn toàn là thực tế khi quý cô chú anh chị mình lên sẽ đúng như hình ảnh video thanh quay nha cả nhà thì trong thời gian xem và giới thiệu đó Thanh cũng có gửi hình sổ cắt lên cho cả nhà mình cùng theo dõi Đó và trong quá trình mua bán thì mình sẽ được trao đổi thực tế hơn nữa nha cả nhà Và dân cư nhà cửa của mình ở đây là cũng tương đối là đông nè Đó cũng như là có đường điện cáp wifi là đầy đủ Đó đây nha quý cô chú anh chị đó là cái đất của mình là cắt ở bên cao su non đó cũng cắt được luôn Thì nếu như cả nhà mình muốn cắt từ cao su non đó Có nhà cửa của á, kế bên hàng xóm cắt qua cũng được Hoặc là cắt từ ngay cái vườn điều mà thanh quay đó cho cả nhà mình xem cũng được luôn Thì quý cô chú anh chị mình sẽ xem kỹ và rõ hơn Đó Dạ thì nãy giờ quý cô chú anh chị cùng đang theo dõi với Thanh Một mảnh đất xào nằm tại thôn 10 xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước chủ nhà cắt bán cho mình chiều ngang là 31, chiều dài hai cạnh là 96 và 94, tổng hết diện tích là 3041,8 m2, hình thức sử dụng là sử dụng riêng, mục đích sử dụng là cây lâu năm và chủ nhà bán hết là 240 triệu trên 3000 m2, còn tính đất xào ra là 80 triệu một xào. Quý cô chú anh chị mình muốn mua nhiều hơn chủ nhà cũng bán nha. Đó, thì bây giờ là cả nhà cũng xem được mặt bằng lô đất rồi Bây giờ Thanh sẽ di chuyển từ cái con đường ra mặt tiền lộ nhựa Để cả nhà mình xem cái đường đi vào trong lô đất cần thiết và rõ ràng Cho cả nhà mình cùng nắm bắt được cụ thể với Thanh nha Bây giờ em sẽ đi thực tế từ ngay cái vườn điều của mình ở đây Để di chuyển ra ngay cái mặt tiền lộ nhựa Cho cả nhà sẽ quan sát được đường đi lối lại rõ với Thanh nha đây là Thanh cũng vừa quay cho cả nhà xem lúc nãy Đường của mình ở đây là xe ô tô đi vào thoải mái được luôn Chiều rộng của mình ít nhất cũng được là 4 mét nha quý cô chú anh chị mình đó, thì với một mảnh đất xào, đường đi thuận tiện, xe ô tô di chuyển thoải mái Và mặt cách mặt tiền lộ nhựa chỉ có 50 mét Và chủ nhà mong muốn bán chỉ có là 80 triệu trên 1 m mét vuông Thì với một lô đất bằng phẳng, giá rẻ đẹp chủ nhà bao sổ thanh thấy phù hợp sẽ quay cho quý cô chú anh chị mình cùng xem cả nhà thấy phù hợp thì gọi điện cho thanh qua hai số điện thoại thanh ghi ở dưới màn hình là 032 hoặc 0362 176 779 rất mong sẽ phù hợp với nhu cầu của quý cô chú anh chị của mình nha Ngoài ra cả nhà có thể cùng nhắc vào trong kênh của em là Đỗ Thanh, nhà đất Bình Phước. Em có rất nhiều video từ đất nền, đất xào, đất kèm nhà, cũng như là view sông, view suối. Sẽ rất mong là phù hợp với nhu cầu của quý cô chú, anh chị của mình. Đó, bây giờ hiện tại là Thanh đã di chuyển ra ngay cái mặt tiền lộ nhựa rồi này cả nhà từ đây của mình nếu mình di chuyển ra được đường DT 759B cũng khu dân cư thuộc của Thiện Hưng sẽ dao động vào bán kính là 6 km và đường trước cái mặt tiền của mình cũng đã có cáp điện wifi khu dân cư là đầy đủ còn từ đây của mình là cả nhà sẽ nhìn thẳng được vào cái mảnh đất hôm nay thanh quay bán rất chi là gần cũng như là tiện ích luôn dạ thì nãy giờ là thanh cũng đã quay và di chuyển hết toàn bộ diện tích một lô đất xào chủ nhà gửi bên thanh quay bán đến đây thì em xin phép tạm dừng video hẹn gặp quý cô chú anh chị quý nhà đầu tư vào những video tiếp theo của thanh nha